Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với cửa hàng Nhị Hoa Nghề Tay Chiêu Lê. Trong video ngày hôm nay, Chiêu chia sẻ đến các bạn một cái chủ đề đó chính là chúng ta nên dùng saffron vào thời điểm nào trong ngày để đạt kết quả tốt nhất. Trên thị trường thì các bạn sẽ thấy là saffron nó sẽ tồn tại ở hai cái dạng chính. Cái dạng đầu tiên là dạng sợi khô như thế này. Còn cái dạng thứ hai là saffron sẽ được xay mịn ra và ngâm với mật ong nha. Thì cái cách dùng thông thường vào các cái thời điểm trong ngày mà Chiêu hay dùng như sau là mỗi buổi sáng khi mà thức dậy xong rồi á thì Chiêu sẽ sử dụng pha một ly saffron ấm, là một muỗng saffron mật ong như thế này. Chiêu sẽ pha với lại là 100ml nước ấm và Chiêu uống trước ăn 15 đến 30 phút. Cái lý do mà khi chúng ta uống vào buổi sáng á, thì nó thứ nhất nó sẽ hỗ trợ là làm sạch cái đường ruột dạ dày, thanh lọc cơ thể và giúp cho chúng ta có một cái ngày làm việc năng lượng ha. Và trong ngày đó là vào buổi sáng, xong rồi tới trong ngày đó thì Chiêu sẽ pha thêm tầm 10 đến 15 sợi dạng saffron sợi khô như thế này. Chiêu sẽ pha với nước ấm vào 1,5 đến 2 lít nước để Chiêu uống cái nước đó trong ngày, uống thay nước lọc. Thời điểm thứ ba là vào buổi tối, trước khi các bạn đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng thì các bạn hãy pha một muỗng saffron ngâm mật ong với lại là 100ml nước ấm chúng ta uống, thì sẽ giúp cho các bạn là dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, ngủ ngon giấc hơn, sâu giấc hơn, cũng như là sẽ giúp cho cơ thể của các bạn là tái tạo năng lượng lại một cách nhanh chóng. Thì để sử dụng saffron đạt hiệu quả thì các bạn nên sử dụng saffron vào các cái thời điểm như Chiêu đã chia sẻ ở trên. Tuy nhiên trong trường hợp các bạn không có thời gian để dùng saffron đúng vào những cái thời điểm đó, hoặc là mình quên đi á, mình quên trong thời gian đó mình làm việc này việc kia mình quên uống, thì các bạn có thể là uống bất kỳ giờ nào trong ngày. Có một cái điều lưu ý là đối với saffron sợi này thì chúng ta không uống lúc bụng đói thôi nhá. Và chúng ta hai cái loại này chúng ta sẽ không uống cận giờ ngủ, sẽ cách giờ ngủ từ 1 đến 2 tiếng. Đó, giờ ngủ buổi tối đó, cách giờ ngủ buổi tối từ 1 đến 2 tiếng. Đó, trên đây là những chia sẻ của Chiêu để các bạn sử dụng saffron đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Chiêu và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.